Bộ Công Thương vừa ban hành quy định số 165 QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Đài Loan. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá được áp dụng cho Trung Quốc từ 17,47 đến 25,35%, Indonesia là 13,03%, Malaysia là 9,55%, Đài Loan từ 13,79 đến 37,29%. Mức thuế chống bán phá giá mới sẽ được áp dụng từ ngày 14 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2019. Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương lưu ý, mức thuế cũng như thời gian áp thuế có thể thay đổi trong trường hợp rà soát gia hạn theo quy định tại pháp lệnh chống bán phá giá.